Hello mọi người, hôm nay em sẽ đi từng step 1 để hướng dẫn anh chị cách để đăng ký và join cái Discord room để có thể trade chung với em nè Ok, trước hết á, thì anh chị nào mà chưa làm membership á, thì anh chị phải vào đăng ký trước nha Anh chị hãy vào cái website duy nguyễn trading com Cái website trên này nè anh chị, duy nguyễn trading com Đây nó, cái step đầu tiên á, là anh chị đăng ký Anh chị có thể đăng ký yearly membership hoặc là đăng ký monthly membership một trong hai Nên anh chị đăng ký nguyên một năm á, thì anh chị đăng ký, click vào yearly membership Tom chỉ có thể chọn 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm. Okay, nếu mình anh chị click vào đây, rồi anh chị bấm buy now. Rồi anh chị hãy tiếp tục follow cái step, anh chị fill out cái email, cái information của mình, bấm continue và follow the step để check out là xong. Còn anh chị nào muốn join cái gói VIP membership theo tháng á, thì anh chị vẫn quay lại cái website duy nguyễn trading com Tom chỉ click vào cái VIP membership tab, anh chị chọn monthly membership. Thì khi anh chị click vào á, thì nó sẽ hiện ra một cái một cái website mới là patreon.com rồi anh chị kéo xuống anh chị hãy nhìn vào cái cái gói VIP à, hiện tại bây giờ là 89.99 đồng anh chị click join. Ok, sau đó anh chị sử dụng email hoặc là Apple ID cũng được hoặc là Facebook à, nhưng mà thường thường thì người ta sử dụng Gmail á, anh chị bấm click vào đây continue with Gmail. Mình bỏ cái cái email và password của mình vào. sau khi anh chị bỏ cái email và password của mình vào á, thì nó sẽ ra cái trang này nè cái okay, thì anh chị chỉ có thể chọn là một á, là anh chị uh, đóng nguyên một năm cũng được luôn đóng một năm thì rẻ hơn hoặc là anh chị đóng thêm monthly thì cái này là 89 đồng 99 một tháng nữa không rồi anh chị bỏ vào cái information cái thẻ của mình hoặc là anh chị có thể trả bằng paypal ok credit information vào rồi anh chị bấm subscribe là xong thì đó là xong cái bước step đầu tiên anh chị đăng ký xong cái VIP member rồi á thì bây giờ em sẽ hướng dẫn anh chị cái step thứ hai đó là cái step cách nào vào được cái disco room nè thì cho anh chị nào xài bằng laptop hay computer đó ok thì anh chị phải vào cái website discord.com cái website em để trên đây này nha discord.com anh chị khi mà vào website nó sẽ hiện ra như vậy nè rồi anh chị bấm vào download for windows download for windows thì click on it ok anh chị download về cái máy của mình ok download nhưng mà trong trong máy em là bây giờ là có sẵn rồi này, thấy chưa anh chị thấy không anh em có sẵn đây nè nha thì sau khi anh chị download cái Discord setup và anh chị click on cái Discord setup Anh chị double click để chạy install vào cái máy của mình Ok Thì nó đang để cho nó install vào máy mình nè Thì sau khi á, anh chị cài đặt xong cái Discord trong cái computer hay là cái laptop của mình á Thì anh chị hãy mở cái app của mình lên thì nó sẽ hiện ra cái trang này Cái app nó giống như vậy nè anh chị Ok Cái app nó giống như cái hình này nè, right here cái Discord right here Anh chị click on it Thì nó sẽ hiện ra cái trang này Thì nếu anh chị đã có account với Discord rồi Thì anh chị bỏ cái phone hoặc là e cái email của mình vào Rồi mình bỏ password vào là mình login thôi Còn nếu mà anh chị nào chưa có thì anh chị click vào đây Cái chỗ này nè Ok Thì anh chị có thể đăng ký Mình bỏ vào những cái email của mình Những cái display name rồi cái username password Ngày tháng năm sinh của mình Rồi bấm continue để tiếp tục follow cái cái system á Rồi mình có thể đăng ký được cái account với Discord Cái đó là cái cách anh chị đăng ký trên cái cái laptop của mình Còn anh chị nào mà đang xài bằng iPhone hay bằng phone Android gì đó Thì anh chị có thể vào cái Apple Store, anh chị download cái app Discord về Rồi cũng làm cái step the same thing luôn Rồi cũng đăng ký cái account của mình Thì sau khi anh chị đăng ký cái account của mình xong rồi đó Thì anh chị hãy và đăng nhập vào cái account của mình trong cái Discord app nha Thì sau khi anh chị làm xong cái step đó đó Thì anh chị quay lại cái website của em Duy Nguyễn Trading.com Anh chị bấm vào chữ Join Discord đây nè Trên phone hay trên laptop đều được OK nhưng mà anh chị nên nhớ nha, phải download cái Discord app về, OK tạo một cái account với Discord và đăng nhập cái Discord account vào cái, cái app của mình luôn. Rồi sau đó đó anh chị bấm vào chữ Join Discord bấm vào đây nè, thì nó sẽ tự động anh, dẫn dẫn anh chị vào cái cái Discord room của em luôn, thì thấy không? Thì nó sẽ dẫn mình vào đây. Thì sau khi mình vào đây rồi á là mình có thể bắt đầu vào trading chung với cái team của mình. Thì đó là hai cái step để anh chị có thể đăng ký VIP membership và và download cái Discord app để có thể vào trade chung với team thì trong cái Discord app á, thì anh chị sẽ nhận được những cái alert để em bún mỗi ngày nè ok và những cái swing alert và những cái long term alert của em em mua bán cái gì anh chị sẽ nhận được thấy hết luôn ok còn những anh chị nào mà vẫn có trouble hay problem mà không có download hay vào được VIP membership á, thì anh chị có thể vào lại cái website của em ở đây nè ok anh chị hãy chọn vào cái right here, cái phần contact anh chị bấm vào phần contact anh chị bấm vào send message Okay. anh chị bỏ vào cái tên của mình, email của mình và xong cái phần message của mình á anh chị hãy bỏ vào cái số phone number của mình thì em có thể gọi anh chị trực tiếp để hướng dẫn anh chị vào uh, những cái cách nào để vào discord, ok, thank you mọi người anh chị có cần gì thì cứ message cho em nha ok, bye bye mọi người